Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dép quay trở lại với các bạn. Chúng ta cùng sửa một cái nhiều dòng code ở trên trong một lần sửa. Cụ thể là như thế này. Dù mình muốn thay đổi cái tên này, thì ví dụ tên thu nhập này. Các bạn có thể sửa từng cái đúng không? Mình sửa từng cái thì ok rồi. Ở đây thì mình dùng cái IDE là Visual Code. Thì các bạn có thể thử sửa cùng lúc là mình sửa được một năm dòng này luôn. Đó, thì các bạn kích chuột này và giữ cái tổ phím, giữ phím Alt. Đó, xong các bạn kích tiếp. Đó, thì nó sẽ giúp chúng ta chọn được nhiều dòng. Đấy thì lúc này bạn có thể xóa đi này. Đó, mình có thể nhập lại ví dụ name này bằng mức thu nhập chẳng hạn. Đó, thì hoặc là trong cái trường hợp mà các bạn muốn sửa thay đổi cái text đúng không? Thay đổi cái text. Thay toàn bộ cái text này đi. Muốn thay toàn bộ cái text này đi. Các bạn có thể là USD chẳng hạn. Đó, như thế này. Đây là cái giao diện ở trên trên web của mình. Mình ví dụ thôi, nó đơn giản. Hoặc là bây giờ mình các bạn muốn cho nó xuống dòng, thêm cái BR vào đây. Đó. Đó, xong các bạn bỏ chuột ra, các bạn gõ rồi. Đó. Thì lúc này nó sẽ xuống dòng này. Đó, đúng không? Mình sửa. Đó. Tương tự như vậy thì ngoài cái Visual Code Studio thì các bạn có thể dùng cái một cái nữa là cái Sublime Text. Sublime Text này. Sublime Text thì mình thường là mình rất ít dùng. Thì Sublime Text thì các bạn có thể dùng cái chuột và giữ phím Ctrl. Các bạn chọn này. Đó, thì mình có thể là mình sẽ chọn được nhiều, mình cách nó ra này, đó, chẳng hạn thế đúng không? Đó, hoặc là chỗ này mình sửa lại lại sửa thành thành Việt Nam đồng chẳng hạn đúng không? Triệu đồng chẳng hạn. Xóa đi này, triệu đồng chẳng hạn. Đó. Đó, không biết là mức thu nhập của các bạn như thế nào rồi. Đây là mình thấy nói ngành ít của mình mức thu nhập cao lắm đúng không? Chỗ này thừa một cái ở đây đó thì mình thấy phổ biến là các cái mức là thu nhập dưới 5 triệu này. Thường các bạn bây giờ ra trường có khi là mức dưới 10 triệu rồi, nhưng cái thời của mình mà mới ra trường thì chắc dưới, mức dưới 5 triệu thôi. Đấy rồi 10 triệu, 15 triệu, 20, 25 hoặc hơn nữa đúng không? Thì tùy năng lực của các bạn nữa. Thì đây là mình chia sẻ với các bạn là nó cũng đơn giản, nó không có gì gọi là hôm trước mình lướt qua cái group học lập trình cùng dân dev ấy, thì thấy có một bạn hỏi nên mình chia sẻ lại cái này. Đó. Thì video này mình xin dừng lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.